Hôm nay là ngày của thần tài. Thần tài á thì hôm nay mình được đi công viên, mà công viên thì mình quay nhiều rồi. Công viên người ta là Đò Anh Đinh Đặng Định. Dạ gia gia đình công viên gia đình. Mình cho các bạn thấy phong cảnh này. Các bạn có thấy cái chung cư nào không? Mình đang ăn xong. Nhà này các bạn đang ở đâu? Các bạn biết không? Ở dưới qua các bạn có bị bước không? Có không? Ở trên nhà giọt cũng nhiều lắm mà hôm nay người ta mở cửa rồi.